Xin chào anh em nha. Buổi trưa. Rồi buổi trưa anh em xem Đông Đông chia sẻ cho anh em click chế cơ lũ khú lại Vision K44 A Black full nồi. Chia sẻ mới tập lái xe về anh em. Hôm nay mới ra trường. Tập thấy cũng dễ. Nói chung là khi thực hành chắc cũng dễ. Rồi, chia sẻ cho quý vị và anh em. Con này tầm hơn chục cụ rồi. Này khách hàng có bán thì mua luôn thôi. Nha. Khách hàng giờ có bán 5-7 triệu thì mua làm cái mô hình thôi. Nát quá rồi. Phần nhựa thì không còn cái gì khác đâu. Phần nhựa thì nát hết. Phần nhựa khúc đầu thì không còn cái gì cả. Pha đèn thì đi luôn. Pha đèn đi hết. Rồi. Sườn. Cái bình nó còn nổ luôn nha quý vị. Đấy, bình nó còn nít luôn. Rồi chặng 3 nhún bể luôn. Rè yếc mâm yếc cục hết. Con này thì khá là nặng. Bít sườn luôn nha quý vị. Và mục tiêu chính hôm nay chia sẻ cho quý vị và anh em trên con xe Vision và xe Click. Click này thì khách hàng rất bộ vào ở trạng thái không đề được. Cái này bị xăng chế cơ không đề được. Im ru hết. Đấy, và lúc này chúng ta đã nối lại chống nghiêng rồi. Đây. Chuột cắn thì đã nối lại rồi. Rồi và đã đo thông mặt về xe luôn rồi. Đấy, săn sọc trắng. Đây. Ok. Nút đề đã ok mà không đề được. Loay hoay một hồi kiểm tra. Đấy, kiểm tra thì chết IC. Đấy, cái loại Click này và loại A Black lâu ngày sẽ chết. Chết. Bài xe zin này khá là mắc. Lúc nãy em hỏi cùng này bao nhiêu tiền? 1.6 triệu. Quý anh chị, con xe này giờ bán được tầm khoảng mấy triệu nhỉ? Vài triệu. Ui, xe này vừa vào trong hét vừa gọi và người ta đã báo là 1.6 triệu. 1.6 triệu nha quý vị. Khá là đắt trên xe Click. 1.6 triệu. Rồi lại tiếp tục cái xe Vision này rất nguy hiểm. Xe này khách hàng bảo không đi 2 ngày. Ở đây là 2 dây. Một cái dây 12V. Đấy, 12V sau khóa. Cái dây màu đen sọc trắng. Và tiếp tục cái dây này sẽ là cái dây hồng sọc xanh. Thì lúc này báo lỗi 12. Và đồng thời 2 dây này cạ vào nhau. Cạ vào nhau khá là lâu. Thì lúc này sẽ sinh ra là đi luôn. Giờ đi luôn rồi. Quý anh chị. Bây giờ nối lại nó không nổ nữa đâu. Giờ nối lại nó cũng lỗi thôi. Chuột mà cắn 2 sợi dây này thì IC lên đường nha quý vị. Ok chưa? Rồi chúng ta băn ra rồi đấy. Hai cái đèn nó chạm nhau thì bích cước. Quý anh em nhìn lên đồng hồ. Đấy. Rồi chúng ta nhìn lên đồng hồ. Đó. Rồi. Rồi và xe này cũng không đề được luôn nha anh em. Xe này cũng mất lận đề luôn. Chết luôn lận đề luôn. Kim phun mà. Rồi trong một hồi báo lỗi 12. Đấy, máy này máy của mình hồi giờ mình xài nè anh em. Máy mình từ đời nhà Tống đến giờ này. Chúng ta sẽ chọn vào Vision. Thì đương nhiên cái lỗi 12 thì anh em sẽ biết rồi. Nó sẽ là cái lỗi kim phun. Chúng ta đọc mã lỗi. Đó, lỗi 12 kim phun. Đấy, lỗi 12 kim phun ở đây có 3 trường hợp để chúng ta kiểm tra. Một là kim, hai là đứt dây, ba là hư mặt IC. Đó, lỗi mặt kim phun điều khiển.
lỗi kim phun hoặc là rắc vân vân. Thì lúc này nó chập nhau như này thì đương nhiên nó sẽ chết thôi, rất nguy hiểm nha anh em. Đấy thì hôm nay hai clip mình chia sẻ cho quý vị. Đó, chết nhiều lắm, chuột cắn mà lúc này khách hàng chỉ cần bật khói điện lên là toang thôi. Đó. Còn những con xe này thì đương nhiên nó lâu đời, nó già rồi thì nó sẽ chết thôi, không có gì cả. Mình sẽ rút ra thay cho anh em coi này. Ok. Đây. Đó. Này anh em mới lấy vào. Cái xe này nó rẻ nha anh chị. Cái xe này em lấy có mấy trăm ngàn thôi. Còn IC Jin nó 1 triệu 6 nha anh chị, nó mắc lắm. Rồi xe này em lấy khoảng 1 triệu nha. Xe này em lấy tầm 1 triệu. Đó, còn anh chị nào muốn thay thì thay IC Jin 1 triệu 6. Xe này em lấy 1 triệu. Rồi. Đèn báo nhiệt lên ngay nha anh chị. Đó, đèn báo nhiệt. Xe này chế cơ thì cũng có FI nha anh chị. Em sẽ bóp thắng đề. Bóp thắng đề. Đó, ok ngay nên anh chị. Đây anh chị. Đó, ok. Đây biểu tượng nó này. Đó, đèn báo nhiệt. Con này thì chết nha anh chị, cực kỳ đơn giản. Làm ba nghề này bởi vì xe này nó có mấy sợi dây mà. Đó, xe này nó có mấy sợi dây thôi bởi vì nó chế cơ mà. Đây, mắt đèn báo nhiệt nha anh chị. Mắt đèn báo nhiệt. Ok chưa? Đó, trời khá là mưa. Hy vọng là chia sẻ cái clip này, hy vọng rằng anh em xem. Đấy, anh em để ý. Chết. Rồi, con này tiếp tục thay xe nữa nha anh chị. Trời mưa bão và trời chuột cắn này thì xe phải thay liên tục nha anh chị. Và nồi phải làm nồi liên tục, nó lại làm nồi. Cứ nồi thôi, nồi và FI thôi. Cái vấn đề chúng ta làm nghề chỉ cần đơn giản như vậy. Cậu này cứ tèn tèn ngày có hai tờ châu xanh tiêu này anh chị. Đó, cứ tèn tèn cứ lọc cọc với hai tờ châu xanh lại tiêu. Tiệt. Rồi lúc này em thay xe này em báo với anh chị là 2 triệu nha. Trong hết hơn 2 triệu em báo thay 2 triệu nha. Ok. Có anh chị nào bảo lắt không thay em tháo ra lấy tiền công 200 ngàn thì mất bận nha. Và con này cũng vậy nha. Đấy xe này em thay 1 triệu. Anh chị em nào không thay, anh chị em bảo mắc thì em lấy tiền công 2 triệu nha. Em bao đảm 100% là xe này chết. Nếu anh chị không tin tưởng mà anh chị bảo 200 đắt thì anh chị có thể là đi qua hết hoặc là đi qua những cửa hàng khác, người ta làm IC này sống được, em đền cho anh chị gấp đôi nhá, em trả lại tiền cho anh chị 400. Đấy, còn thay IC là em lấy 1 triệu. Còn IC này em thay em sẽ lấy 2 triệu. Ok. Và IC này qua cửa hàng khác hoặc là hết hay bất kỳ một người thợ nào ở Bình Định này bảo IC này bắt bận và IC này sửa lại cho nó sống, em đền gấp đôi nhá, là 4 triệu. Ok. À, em ở đây toàn là ra giá gấp đôi luôn nếu anh em thợ ở đây. Nếu có thằng nào ở đây bảo không tin tưởng qua là thợ này ô bảo sống, em đền gấp đôi là 4 triệu. còn đi xe này, mang đi xe này về nhà, mang qua cửa hàng khác bảo lắp nổ được, em đền gấp đôi cũng là 2 triệu. Tiền công là 200, em tính em trả lại thằng 400, đi xe là 1 triệu, em trả thằng 2 triệu, 2 triệu trả thằng 4 triệu. Đúng không anh em? Đó là cái công tâm. Để cho anh chị khách hàng ở đây biết nó phải là chuẩn chứ không thể nào lành nhẹ được. Ok mọi người, thả tim thả like. Đấy. Lại nồi niêu xong chảo. Đấy, mưa gió. Hello anh chị. Đục bì này bền dữ không? Rồi. Xe này nổ máy lên ga lên sọc 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 kêu lắm anh chị. Anh chị nhìn đây.
Đó, cái chậu bi lúc này của anh chị nó bị khuyết. Đó, thì lúc này nổ ga anti cứ lọc cọc bởi vì bi lúc này nó quá lỏng nha anh chị. Đó, đây. Này em quay live stream trực tiếp cho anh chị luôn. Đó, thấy không? Phá nát hết. Rồi, kêu lọc sọc sọc cọc lọc cọc. Đó. Anh chị có đi bi trời bi bể gì nó cũng hư hết. Đó. Bi bên Mỹ, bi Pháp hay bi Inno hay bi Thái Lan thì trong quá trình lâu nó phải hư đúng không ạ? Ở trạng thái nó dập. Đó. Khi để ba chúng ta tăng tốc lên, đó. Bi nhả về. Đó. Đập thật toang hết. Rồi không biết xe này quý anh chị mới sửa cửa hàng nào mới dán bố nồi đây tuyệt chiêu đúng không ạ? Mới dán bố nồi đây tuyệt chiêu nhưng thật sự chậu mâm nhôm chẳng thay. Bố mới dán mới leng keng. Rồi ok. Rồi bi này cũng mới thay luôn. Đó bi đúa này. À, quý anh chị đã đi cửa hàng nào mới thay mới leng keng luôn cuối cùng bu ly chẳng vệ sinh. Đấy, đời nó hơn nhau ở chỗ đó nha quý vị. Quý vị cứ bảo ham rẻ. Đó, bảo đi qua cửa hàng này dán bộ nồi lấy có 200. Thay ổ bi 6902, ổ bi đũa cuối cùng cái bu lì quý vị có rửa đâu. À, nhìn rất buồn cười. Đây quý vị này. Đó, chắc cửa hàng này là hết xăng. Đó, hết xăng. Cái này nó dính vào búa thì đương nhiên xe này lúc này chạy sẽ không mất gia tốc nha quý vị. Đó, ghê không? Đó, bi này mới thay này. Đó, vốn mua mỡ trong này luôn này. Đó, mỡ này ok, mới lên keng. Bố mới dán đẹp thế. Và đặc biệt trong này quý anh chị mang vào cửa hàng nào em không quan trọng, ở trong này không thấy phốt này, tẹt mỡ ra này, ghê không? À, tẹt mỡ này, em bật ballad lên cho anh chị coi luôn này. À, mấy công em anh chị bảo ở cửa hàng này sửa như vậy là ok, ok. Đây em bật ballad lên cho anh chị này. Đó, mỡ thấy không? Mỡ này mà anh chị đã mới làm như thế này mà anh chị chạy trong một thời gian ngắn nữa thì đương nhiên nó sẽ dính hết vào mặt bố mà. Bởi vì lúc này nó răng mỡ ra đó anh chị. Đó, nó răng mỡ trong này, mỡ phe ra. Anh em thợ máy của mình có nhìn thấy mỡ không ạ? Có nhìn thấy mỡ thấy nhớt thì comment. Ôi, bố mới dán đẹp thế. Đấy, có anh chị nhìn nào thấy không ạ? Có anh em thợ nhìn thấy không? Đó là em chia sẻ được quý khách hàng rồi. Cái này lại lên đường tiếp. Trời ơi, đó hay. Đó. Đây. Thế anh chị thấy mỡ không à? Đây, mỡ chuẩn bị dính viền rồi này. Đó, mỡ này. Thấy chưa? Đó, mỡ. Đó, live stream luôn. Đó, mỡ nó phè ra này. Nó dính này. Đó, chuồng mới vớt. Ok. Tuồn hết. Ôi giời ơi, cái này là tuyệt vời hơn nữa này. Đúng không ạ? Quý anh em, quý anh chị cứ vào cửa hàng người ta bảo bôi mỡ cái này nhiều là tốt. Đúng. Bôi mỡ cái này nhiều nó bảo vệ cái lau đề nha anh chị. Đó, những anh chị đi vào cửa hàng cứ bảo thợ bôi mỡ thật nhiều vào lau đề để bảo vệ cái lau đề này lâu hư. Tuyệt vời luôn. Đây, phốt nào anh em nào mới đóng này, đóng bị zin phốt này. À, phốt vào nhiều và phốt vào nông này. Đây. Đó, anh chị. À, anh chị cứ bôi mỡ nhiều không? À, có nước tẩy rửa bán cho bình. À, một bình em không bán đâu anh trai ơi, em phải bán trên 2-3 bình cơ, một bình chết em ngay. Lê Văn Mặn ơi, mua mấy bình vào? Đấy, thế xong rồi cuối cùng anh chị đi cửa hàng này chê bai bảo cửa hàng này làm đắt hơn 50.000, 100.000, đắt hơn 50.000, 100.000, luôn luôn có cái giá trị của một người thợ đó, luôn luôn là đỉnh nha anh chị. À, chúng ta chia sẻ mặt like lên tất cả những loại cân nhóm để cho anh chị em khách hàng nhìn thấy ạ. Rồi mới làm nồi này. Làm nồi mà cái này không thay. Vít. Tiếp tục em xử lý lại cái này cho anh chị. À, bố anh chị mới dán. Lao đề ghê quá. Rồi kẹp. Rồi bi không biết bi các anh chạy bi gì, bi xịn gì, bi gì đen chứ ta. Bi chắc nhập ở bên Úc. À, bi. Rồi, bi đen thế. Ok. À. Rồi, em kiểm tra dây có loa cho anh chị luôn. À, dây có loa này còn ok. Ừ.
Ok, hai bình ăn chay Zalo 0909755993 nha ăn chay. Chút còn kém đồ lại cho bỏ hết rồi. Đấy, cửa hàng em nhỏ thôi anh chị. Đó, luôn luôn xử lý những xe ga của anh chị. Nhỏ nhỏ mà nồi với thay làm sao, nhanh nhanh đủ thùng là được nha anh chị. Nhanh đủ thùng là được. Đó, thay làm sao, thay cứ gia tốc, thay nhanh là được. Thay nhanh đủ thùng. Đó, em chào anh Tài, người Tài Hoàng Út Tây Ga. Rồi IC này K66A nha quý vị. À, IC này khóa chìa. Xe này mua 57 chìa ok, em cắt hết sườn em làm cái mô hình luôn cho anh chị. Em nối ở đây một dàn dây IC cho anh chị vào trong này anh chị đánh ban. Nếu mà xe này khách hàng ok em sẽ làm cái bản tắp lô ở đây cho anh chị đánh tất cả ban cho tới tất cả những chân IC, đúng không ạ? Làm cái bản tắp lô ở đây em cắt hết sườn đi. Đúng không ạ? Em làm cái mô hình thì hơi tuyệt vời. Vào anh em chỉ cần gảy nút. À, vào bật ban. Ban 1 cho tới ban 33 nó bị cái gì em sẽ làm cái lỗ cho anh chị đo thông mặt. Đó, từ rắc vào cái lỗ này, ở đoạn này ngoặt mặt thì đương nhiên nó sẽ không vào rắc IC. Đó, con xe này nếu ok khách hàng ok em mua luôn giá 8 triệu luôn. Đó, và trong này anh em có thể là bổ động cơ, xả động cơ, làm tá lả động cơ đúng không? Làm cái mô hình luôn, tuyệt vời. À, xin chào người Tài Sơn Nam. Yeah. Xin chào anh Hoàng Út, toàn người Tài không? Cơm đi. Em ở đây ở quê thôi ạ. Quê cửa hàng nhỏ nha anh em. Cửa hàng nhỏ xinh ở quê. À, Trung Nguyên bảo khách hàng em mua 10 triệu mày trả giá cao đấy. Mất công từ đây là chuyển qua Huế đó em trai. Mua gì giá cao đấy. Để sư phụ mua. Đấy, cửa hàng nhỏ anh em ạ. Ở quê mà. À, ngày hôm nay em bật hai con IC này nha quý vị. Ở quê thay IC giá rẻ lắm quý vị ơi, có triệu bạc à, khá là rẻ. Xong tí nữa bình xăng này hao xăng này dơ này à. Đó, tư vấn khách hàng làm bình xăng này, rồi cái cộng xin nắp trao này, đó anh chị để như này nó sẽ hao dầu này bởi vì nó chai này, đó tư vấn này làm bình xăng này. Đó, thay cộng xin nắp trao này, nắp ron nắp trao này, thay IC này, nước mát còn không biết. Ôi trời, anh chị này đi xe khô hết cả nước mát luôn. Đổ nước mát này, thay nhớt máy nhớt cầu này. Đó, chuột cắn chân trống của anh chị này, nối lại luôn này. Ok, không có cái gì khó cả. Thì rất mong những anh em nhìn xe chúng ta sẽ biết ngay này. Đó, 12V từ IC chạy xuống đây này, IC sẽ dập mát cho relay này. À, chúng ta nhìn thấy mới màu dây tương tự này là chúng ta còn cần phải mở sơ đồ. Đó, vàng sọc xanh này, đỏ sọc đen này. Đó, chúng ta nhìn thấy ở đây. Đó, anh chị thấy không? Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ cảm thấy như vậy, chúng ta sẽ đo. Gửi đồ cho anh chưa? Ơi Nguyễn Hoàng ơi, em quên mất rồi, bữa nay em cứ lì bì vào. Bữa nay em cứ lì bì vào vấn đề học và lý thuyết rồi mấy ở thi bằng lấy xe. Thôi để chiều nay em trả hàng cho mọi người, Nguyễn Hoàng Zalo chiều nay em trả hết cho mọi người. À, cuộc sống của em bữa nay nó cứ tèn tèn sống thôi anh chị ạ. Chẳng cần phải bon chen với bất kỳ cuộc đời cuộc sống này cả đã. Bây giờ cứ tèn tèn, bây giờ em sẽ mài cái bộ làm lợi xăng cho anh chị. Đó, yeah. Đấy, cho anh nhà và chị nhà này. Đó, cái này em sẽ mài 3 bộ này, em sẽ gửi chiều nay nhá. Đó, ok. Đá mịn nha anh em, đá em nha. Đó, con này hơi bị cắn đấy rồi. Tí bê này ra, cái này cả đây quay mất, sột mất nha. Đấy, tí cho ta cây lại. Rồi, chiều nay Tuấn sẽ
mài lại những cây thần thi này và đã gửi sang cho anh em nha. Thôi buổi trưa mình chia sẻ cho anh em cái clip nhỏ nhỏ ở cửa hàng nhỏ nhỏ của mình thế thôi, không có gì nhiều. Để chúc tất cả anh em thành công. Và tất cả những dòng xe full xăng điện tử được trang bị hệ thống FI này thì tất cả những cái dây này luôn luôn chạm nhau thì anh em không cần phải hỏi nhiều nhá. Rồi kết luận báo khách hàng là chết IC. Còn riêng với anh em là con cảm biến gió, cảm biến IAT đây chạy tới tận già không chết nha, đa số sẽ bị đứt dây ở đây. Đó. Và CKB này anh chị hãy treo nó lên, bởi vì cái nhà sản xuất người ta làm cái bó dây này, bởi vì người ta cột ở đây. Đó. Đấy, người ta sẽ làm cái chốt ở đây, người ta sẽ nhấn vào trong cái bệ lốc này. Đó, cái bệ lốc này thì vô tình những sợi dây nó sẽ cạ sát ở đây. Đấy, nó sạc cạ sát vào đây trong này thì đương nhiên nó sẽ cạ cái lốc này và đồng thời trong quá trình hoạt động lâu những cái dây này sẽ tước đi. Đó, anh chị chỉ cần nhấc lên này cho khách hàng. Đó, cột các bạn nhé. Đó, đó là người thợ có tâm. Chúng ta lấy dây rút, chúng ta rút vào. Đó, để cho nó độ hở với cái thân lốc máy là ok. Đấy, bởi vì nhà sản xuất này. Đấy, người ta làm cái ngàm người ta nhét ở đây thì đương nhiên nó sẽ cạ xuống. Đấy chưa? Đó, ok. Thì anh em chúng ta là một người thợ có tâm. Có tâm. Đấy, đưa lên. Còn cái này anh chị không cần phải thay cho đâu nha, anh em thợ. Đó, chị nhà cũng vậy, nhiều chị sửa xe. Cái này đa số bị đứt dây thôi. Đấy, báo lỗi đến số 9. Rồi cái van từ cầm chừng nhăn TBS. Hết. Và cảm biến nhiệt. Và nhiều anh em cứ phải quan trọng, anh em bảo ở Tuấn ơi, cái xe mà cái cảm biến nhiệt mà không có nước là mát. Đó. Thì Tuấn ơi có lắp chung được không? Chung hết nha anh em. Đó. Nó sinh ra nó sẽ gọi là gì? Gọi là cảm biến nhiệt. Đó. Thì cái này nó sẽ bằng nước, cái này sẽ bằng dầu. Đó, thì đương nhiên độ dầu sẽ nóng hơn. Còn cảm biến nhiệt chúng ta sẽ xài chung nha. Đấy, anh em không cần phải ở lên trên mạng hỏi, ừ, xe này tự nhiên là không có nước là mát, xe này là mát bằng quạt, quạt gió giải nhiệt. Và để quạt gió thổi và đồng thời nó sẽ chạy vào cái bầu này. Mấy cái bầu này đa số nó kín nhá. Anh em mục hoặc là bể thì anh em phải thay thế. Nếu cái bầu này hư thì coi như xe bị lúc. Đó, bởi vì những cái bầu gió này nó được làm kín như này để làm gì? Để nhờ cái quạt. Đấy, nó quay. Đấy, nó sẽ luồn gió trong này, gió giữ im được để nó làm gì? Để làm mát cho động cơ. Còn nếu cái này bể thì anh chị phải thay cho khách hàng. Đó, nếu mà các anh không chịu thay cho khách hàng thì đương nhiên làm xong khách hàng chạy ở đường dài sẽ lúc. Lúc. Bởi vì chúng ta sẽ biết rằng tại sao lúc? Bởi vì nhiệt lúc này quá cao. Nha. Nhiệt lúc này quá cao, không có gì là mát nó. Còn cảm biến nhiệt xài chung. Nha. À, anh Hoàng Út, thầy gửi đôi dép tặng em. Vừa rồi anh em cứ quan tâm đôi dép. Em muốn đi đôi dép này cho nó nổi thôi. Đó, vừa rồi có đôi màu trắng, đôi màu vàng thì em lại không thích màu vàng bởi vì phong thủy nó không thích. Đấy, năm nay phong thủy của em phải đi dép này. Đó, phải đeo cái này. Thì chúng ta mà anh Hoàng Út ơi, không có gì cả, chúng ta phải chơi phong thủy. Đó. Được chưa? Rồi năm tháng nào đấy chúng ta phải đi cái phong thủy như vậy. Rồi em dám đầu tư cái này em đeo luôn, lỗ 30% để nó lấy cái phong thủy. Đấy, đôi dép màu xanh. Đấy, tượng trưng cho lúc nào giống cây xanh nhỉ. Đấy, luôn luôn ở trạng thái trong lành, anh em hiểu không? Đó, xanh, xanh như vậy. Đây, xanh như vậy này. Đó. Rồi, ok. Thế thôi. Rồi, với cái này thì SH Việt 212 cho tới 216 anh em thợ lắp chung và van Galanti và lít SCR và AB này là hết. Đó. Những cái dòng xe SH cao 212 tới 216, 217 nó sẽ xài chung với Winner nha. Còn cái kim này anh em có thể lắp chung với kim SCR. Đó, ly. Nha. Rồi thế thôi, lắp chung nhau được hết. Lắp chung nhau được hết. Rồi, có anh em hỏi ở đây. Có hai con điện trở bằng nhôm thì anh em cứ hiểu nó là như cái bàn nà nhà mình đó. Cái này đứt dây không sao cả nha. Đó. Anh em bỏ bình thường không có gì hết nha. Với thời đại xe hiện tại bây giờ nó lâu rồi anh em, đứt dây anh em không cần phải quan tâm.
cụt hoặc cái gì bỏ bình thường nhá. Nếu bỏ cái này ra hư xe em đền cho xe mới nhá. Nếu bỏ cái này ra mà hư cho hệ thống FI hay là động cơ em đền cho xe mới. Ở trên đời này cần thiết không phải là cần thiết, cái gì cũng phải hoàn thiện, cái gì cần bỏ là phải bỏ, bởi vì nó hư chúng ta không có đồ thay thế, hoặc là lượng thuộng chúng ta phải đi tìm đồ thay thế nó mất công, thì chúng ta phải hiểu rằng ở giá trị con xe hiện tại nó là bao nhiêu. Đấy. Đây cửa hàng nhỏ nhà em này. Đấy, đây là nhà em nha anh chị. Ở nhỏ nha. Nhà ngoài kia nhà thuê. Cái bàn này không phải nó xạo chứ, nó phải kiếm khoảng tầm khoảng 200-300 triệu trở lên cái bàn này. Đây, cái bộ ngày xưa để tua đồng hồ, cấp cho nó cái điện áp 12V chúng ta chỉnh này, điện áp. Đây, vẫn còn, cái này làm kỷ niệm nhá. Cái này không bán, không mang đi đâu hết. Đây. Đấy, cái này để cấp nguồn cho đồng hồ. Đây, bóng đèn để soi. Giá trị nếu mà cái này với cái bàn này vừa làm xăng vừa làm đồng hồ ngày xưa phải kiếm khoảng 200-300 triệu. Đồng hồ làm đầu tiên ở đất Bình Định là anh em biết rồi. Kiếm rất nhiều tiền. Khá là nhiều. Đấy, ngày xưa đầu tư ghế này làm mệt ngồi đây ngả luôn. Máy vô lốp này ngày xưa mang từ Sài Gòn về luôn. Đấy, nó hư cái đạp đảo chiều, độ cái này luôn. Đó, nghe phải không? Biến thay, độ luôn. Đó, thấy thôi. Nhà, gác. Ok. Cảm ơn quý vị và anh em thợ máy luôn đồng hành và ủng hộ clip livestream đến đây, xin phép tạm dừng. Chúc anh em buổi trưa ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên chị nhà, gia đình con cái. Chúc anh em buổi chiều nay gặt hái được nhiều thành công, được nhiều tờ polymer. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip video kế tiếp. Xin chào. Bye bye.